check the mic and make sure it sound right, boys. Đây là cái bãi câu hôm nay mình câu nè anh em. Cái bãi này lâu lắm rồi mình mới xuống nè. Lúc này anh em thấy trời mưa, cái nước nó lên giờ nó láng đẹp không? Để mình zoom lại cho anh em xem. Đó anh em thấy không? Đẹp chưa? À tuốt dưới kia là suối nè. Phía bên cái hàng chuối anh em là suối á. Mưa cái bây giờ nước nó lên. Đó, phía trên này nó đẹp chưa? Láng cái này mình quăng mồi nhé hơi nó được nó chụp nhìn mê lắm anh em. Không biết là cá nó có không biết. Thì thường mà trời mà mưa anh em. Trời mưa nước nhiều giống vậy là cá dưới suối nó lên. Chắc phải mấy tháng mình mới vô bãi này lại. Hy vọng hôm nay vô đây bội thu ơi. Kiếm cái video chiều đăng cho anh em xem. Em thấy bãi đẹp không? Mình đang đứng trên cái đồi nè. Đó, cái đồi nè, cái đồi tuốt trên kia. Đó, nãy mình đi mình chạy xe từ trên đó, từ cây đen đen lên đó chạy xuống đây. Đó, bây giờ mới tới nè. Đó, xe đậu đây. Đang đứng trên cái đồi cao nghêu ngao đây này. Đó, nhìn xuống đó nhìn đã không anh em? Đẹp quá. Nhìn là mê đó. Thôi. Nãy mình ghé cái cho bên chỗ kia mình mới câu được hai con anh em, hai con cũng có một con to với một con khoảng 3-4 lạng vậy. Rồi ok, xuống chiến tới anh em. Rồi anh em xem video nhớ bấm nút đăng ký kênh ủng hộ kênh mình nha. Anh em đừng quên like cho mình một like nha anh em, để tăng tương tác thôi chứ like thì mình cũng không có ăn like ăn gì đâu anh em. Nói chung quay video câu cá lóc là chủ yếu cho vui thôi chứ đâu có được nhiều view đâu, đâu có câu like câu view rồi đâu anh em. Chủ yếu là mình review mọi câu rồi giới thiệu cần máy câu, anh em vào thích thì vào ủng hộ mình cảm ơn. Chứ còn câu làm video câu cá lóc này thì đâu có câu like câu view gì anh em, đâu có tiền bạc nhiều đâu mà câu like câu view. Thôi mình cũng cảm ơn anh em cùng các chú các bác đã dành thời gian theo dõi video mình ngày hôm nay nha. Giờ để lấy đồ xuống cái đó chiến thôi. Giờ nhìn nó bãi mình chịu không nổi rồi đó. Anh em ơi, thấy nè. Ui, mới quăng đường quất luôn rồi anh em. Ngon quá. Ui, ngon chưa? Con này khá anh em ơi. Ngon. Đường đầu tiên anh em ơi. Ôi sướng. Đây. Mập ú. Đó, tên là V anh em. Ui, đã. Nãy mà đứng trên mà nhìn xuống là thấy mê anh em. Lúc này trời mưa á, dưới suối nó lên anh em. Cái bãi này nó nằm cặp suối luôn. Ui ơi đã. Rồi ngon lành anh em ơi. Mới quăng đường đầu tiên luôn. Đã thiệt chứ. Sướng.
mập ú anh em, cá mập ghê luôn á. Dạ nó đủ mồi nè. Tôi cái bụng con này nó ăn cái gì cái bụng nè, bụng thề lễ à. Ngon. Đây nè. Với hơi TNV nha. Ồ nó chạy anh em. Nó bay lên chụp cái xanh tôn đó trời. Nó cá điên rồi. Đây là xe các bạn. Có gì bự đây. Ui, cá lóc to lắm các bạn ơi. Ui, hung gô các bạn ơi. Ui, ui, hung gô. Thôi, đây các bạn. Hugo các bạn. Đầu lắm mà có cảm giác này các bạn ơi. Phê các bạn. À, tên là C các bạn. Hộp này một hộp nó có một con giống vậy với một cái đuôi để siêu cua các bạn. Nó 80.000 một hộp. Đó. Có đã cho các bạn. Ngon lành. Các bạn, mình cho các bạn xem cái này hay lắm nè. Đây đó, các bạn thấy gì đó không? Để mình zoom gần lại cho các bạn xem nè. Đây đó, bạn thấy con cá bị con cá lóc hồi nãy nó táp các bạn. Con cá hồi nãy táp đó. Để mình câu cái con kia
câu cá lóc bự chỗ đó bạn, ăn đòn chỗ đó. Câu xong giờ mình thấy con cá nằm chết đây nè, cá này bị nó táp xuống đâu luôn. Đây là cũng một trong những cái dấu hiệu để mình nhận biết cái hồ có cá cá lóc không à. Cá nó bị táp đứt cái đuôi phía đằng sau các bạn. À, cái hồ này lúc này bà con người ta xịt thuốc nó chết rồi bạn, chứ lúc trước cỏ không à. Trước mình nghe con cá này nó táp hoài mình câu không được, nó táp cái đoạn đó đó. Táp đùng 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 rồi lúc trước có cái bãi cỏ cho đó các bạn, mình câu không được, nó không ăn. Bữa nay vô bà con ta xịt thuốc chết cỏ hết rồi, hôm nay đứng gọng gãy dễ câu ghê. Nãy mình đứng đứng phía bên đây, đứng chỗ này quăng bên đây nè các bạn. Nó ăn chỗ đó, nó táp ăn chỗ đó. Ui phê. Đúng là TLC chứ các bạn. Táp là chết. Đó. Cá này bị nó táp nè. Đứt cái đuôi đằng sau các bạn thấy không? Cá trắng. Rồi, tiếp tục các bạn. Này may mắn quá. Ngày nay trời chuyển một cái vùng không mưa các bạn. Hên quá. Giờ cũng tối các bạn. Giờ mình cũng tranh thủ về các bạn ơi. Quay chiến lợi phẩm cho các bạn xem nha. Ngày nay được 3 con mà cá to không các bạn ơi. Đây, ngày nay được con em Hugo nè. Đó. Cái đầu các bạn chà bá luôn nè. Nó mình cầm ở tay cũng hết. Đó, một Hugo. Đã không? Con này mình câu bằng con mồi mềm TLC các bạn. Đó, một con. Thêm. Đây con các bạn. Con này chắc khoảng 5 lạng. Mập ú. Còn có một con chết rồi các bạn ơi. Con này mình câu đầu tiên luôn nè. Con này cũng khá lắm rồi, chết rồi. Con này sớm này không biết làm sao không biết. Chắc mình biết làm có dập mặt nữa không biết. Chết. Rồi. Được 3 con. 3 con này chắc khoảng 2 kg các bạn. Thôi giờ chắc mình cũng xin kết thúc video luôn các bạn ơi. Các bạn xem video nhớ ủng hộ mình bằng cách bấm vào nút đăng ký kênh các bạn. Thôi hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo ha. Bye bye. Xe mình đậu đằng kia kìa. Vậy lại đó về các bạn. Mấy ngày nay mới được được một ngày nắng đẹp đó các bạn. Sớm này trời cũng chuyển mưa. Trời cũng gầm gừ ghê lắm. Cuối cùng cũng không mưa. Mùa này mưa dài đám cái cỏ nó tốt ghê. Mùa này mấy anh em mà đi bẫy cút đồ, bẫy chim, mấy con chim cút các bạn. Mấy cái bãi cỏ này nó ở nhiều lắm. Đây, xe mình đậu đây các bạn. Đó. Con ngựa chiến của mình. Ok. Giờ về thôi các bạn ơi. Rồi, hẹn gặp lại các bạn cùng anh em video tiếp theo nha. Bye. Ngày nay về vợ cưng rồi. Đó, có một con cá to này, ngày mai về nấu bánh canh cho vợ ăn. Nó cưng lắm. Chứ còn mà đi câu mà không có cá gì nó mặt cũng chầm dầm à. Nó không thèm hỏi luôn. Thôi chào tạm biệt anh em nha. Trời chuyển mưa chứ đúng ra giờ này còn câu được các bạn. Trời chuyển mưa nên trời tối quá thôi về luôn.